Xin chào tất cả quý vị của Việt Nam mến yêu. Dương Thanh Vàng đã quay trở lại rồi đây. Ngày hôm nay Vàng đang có mặt tại Tháp Kinh Phong, một trong những công trình kiến trúc độc đáo. Đây là biểu tượng du lịch của tỉnh Phú Yên. Ngày hôm nay Vàng sẽ không du lịch Phú Yên một mình đâu. Vàng sẽ đi cùng với một người bạn quê ở Phú Yên luôn. Để Vàng điện nha. Nãy giờ chưa thấy tới, không biết sao nữa. Hẹn hò cái gì mà chưa bắt máy luôn, chưa thấy bắt máy luôn, chắc còn đang ngủ hay sao á. Alo chị ơi. Cái gì? Sao giờ này chị chưa tới, chị đang ở đâu? Em sao á, em mới chưa tới á, chị đứng đây chị đợi em từ sáng tới giờ. Em đang đứng trước Tháp Kinh Phong, nãy giờ em chờ chị nãy giờ nữa nè. Em giỡn với chị hoài, chị đứng trước tháp chị đợi em từ sáng tới giờ, có thấy em đâu? Đứng yên lại, để em đi kiếm chị, được không? Rồi, chờ em. Rồi em đâu? Linh ơi! Gia lên! Gia lên! Em đứng ở đâu? Chị đang đứng ngay Tháp Kinh Phong nè. Có thấy chị đâu? Chị cũng ngay Tháp Kinh Phong luôn nè. Mà chị không thấy em luôn á. Là rốt cuộc đang đứng ở chỗ nào? Alo! Rồi tự nhiên đang nói chuyện với em ra trời. Alo! Lạ lùng thiệt chứ. Nó gọi điện thoại cho mình đã xong nó không bắt máy. Thì đó, bỏ vậy cũng khó chịu ghê. Thì bởi vậy. Mới gặp nhau mà vui vẻ gì đâu. Giang! Em là cái người đang đứng cái chỗ mà chị mới vừa đứng vô luôn á. Chị đứng ở đây nãy giờ chị không thấy em mà em nói mới đứng vô là sao? Em chạy hết một vòng có camera làm chứng đàng hoàng cho em nè. Bây giờ là em đang rất là nôn nóng để em đi khám phá Phú Yên, khám phá xứ hoa vàng cỏ xanh rồi. Dẫn em đi đi. Rồi rồi, chị biết rồi, giống như là như lời chị được từng hứa với em đúng không? Bây giờ điểm đến đầu tiên của chúng ta là Tháp Kinh Phong. Đi thôi. Là một tỉnh ven biển ở Duyên Hải Nam Trung Bộ, Phú Yên có đường bờ biển dài gần 190 km với nhiều vịnh, bãi, đầm phá và danh lam thắng cảnh. Phú Yên là điểm đến lý tưởng cho du khách bởi vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ và đầy bí ẩn. Tháp Kinh Phong là một trong những điểm nhấn làm nên sức hút của Phú Yên. Tháp được xây dựng trên quảng trường Kinh Phong rộng lớn ở trung tâm thành phố Tuy Hòa. Cùng với các hạng mục công viên, bờ kè, đường đi bộ, quảng trường Kinh Phong trở thành điểm tham quan, check-in của nhiều du khách khi đến với Phú Yên. Chị nghe nói là trước khi đi Phú Yên là Vàng đã tìm hiểu và nghiên cứu rất là kỹ rồi đúng không? Thì cũng sơ sơ để mình cùng biết ra đây mình sẽ phải đi những điểm nào. Vậy thì bây giờ chị sẽ có vài câu hỏi dành cho em. Ủa trời, tự nhiên cái cô giáo kiểm bài ngang vậy? Tháp Kinh Phong được xây dựng vào năm nào? 10 giây bắt đầu. 1, 2, 3, 4, Tháp Kinh Phong được xây dựng vào năm 2020, hoàn thành vào năm 2021. Giỏi quá. Một câu trả lời khá là đầy đủ luôn. Kinh Phong có nghĩa là đón gió. Và vị trí này cũng là nơi đón nắng, đón gió biển vào đô thị Phú Yên. Câu hỏi thứ hai là kiến trúc của Tháp Kinh Phong được lấy ý tưởng từ đâu? Ren. Lẽ vậy? Trời ơi, câu này không cần suy nghĩ luôn. Tại này câu này tìm hiểu rất là kỹ. Em cũng thắc mắc là những cái khối đá. Hết giờ rồi đó, trả lời đi. Dạ, ý tưởng về Tháp Kinh Phong được xây dựng dựa trên truyền thuyết con rồng cháu tiên. 50 người con theo mẹ lên ngàn, 50 người con theo cha xuống biển. Thì những cái khối đá granite này xây dựng mỗi bên là 50 khối hình lục giác. Đó, ngăn cách ở giữa đó là một khe đón gió. Cho bé Vàng một tràng pháo tay. Đặc biệt là những khối đá granite xếp chồng lên nhau được lấy ý tưởng từ gành đá đĩa, một trong những danh thắng nổi tiếng của Phú Yên. Vẫn còn một nét độc đáo vô cùng nữa ở bên trong Tháp Kinh Phong, đó chính là hai bức phù điêu. Đi tham quan thôi chị. Những hình ảnh này là do các nghệ nhân Phú Yên tạc nên nhằm khắc họa câu chuyện lịch sử, quá trình khai phá và xây dựng quê hương Phú Yên. Hồi nãy chị Gia Linh chị có nói tới gành đá đĩa đúng không? Em nghe người ta nói đi tới Phú Yên mà không có tới gành đá đĩa là coi như là chưa có tới Phú Yên á. Rồi 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 rồi, biết rồi. Bây giờ muốn đi phải không? Đi. Nắng kia.
Danh Đá Đĩa cách trung tâm thành phố Tuy Hòa khoảng 40 km. Đây là một danh thắng thiên nhiên kỳ thú về cảnh quan, độc đáo về địa chất ở Việt Nam. Nhìn từ xa, gành Đá Đĩa như một tổ ong khổng lồ, ánh lên màu đen huyền bí nổi bật giữa một vùng trời biển trong xanh. Đặt chân lên từng phiến đá, nhìn ngắm những làn sóng biển xô vào mỏm đá, tuôn bọt trắng xóa hay phóng tầm mắt ra xa xa là cả khung cảnh yên bình thơ mộng với biển trời mênh mông và những con thuyền bồng bềnh trên sóng nước. À, đẹp quá! Đẹp thiệt không? Ồ, đẹp quá trời đẹp quá đây nè. Chị đâu? Chị Linh. Dạ, em là Dương Thanh Vàng, là bạn của chị Gia Linh. Chị nói là hôm nay mời chị Đào đến đây để mà chia sẻ, trao đổi với em, cho em hiểu thêm về gành Đá Đĩa. Cho em hỏi là cái gành Đá Đĩa của mình là nó được hình thành bao lâu và tại sao mà nó có những cái dạng đá xếp chồng rất là đẹp như thế này chị? Gành Đá Đĩa được hình thành thì cách đây khoảng 2 triệu năm về trước. Kết quả bước đầu của các nhà kỳ sư địa chất thì gành Đá Đĩa được hình thành do sự hoạt động của núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa. Và cao nguyên Vân Hòa thì cách nơi chúng ta đang đứng đây khoảng 30 km về hướng Tây. Khi mà núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa hoạt động thì nham thạch từ miệng núi lửa phun tràn ra sát biển. Khi nham thạch nóng gặp nước biển lạnh thì lập tức khối nham thạch bị đông cứng lại, đồng thời xảy ra cái hiện tượng ứng lưu làm nứt toàn bộ khối nham thạch theo mạch dọc, mạch xiên, mạch ngang và làm đứt gãy toàn bộ khối đá, tạo nên những cột đá có hình thù vô cùng kỳ thú như thế này. Dạ, tất cả mỗi cục đá đây đều có hình lục giác, hình dáng thì nó gần giống với nhau luôn á. Rất là tự nhiên. Dạ, chị cho em hỏi là giá trị địa chất ở đây là như thế nào chị? Gành Đá Đĩa thì là thắng cảnh độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Và hầu như trên thế giới thì chỉ có 4 nơi có cái cấu tạo địa chất tương tự như ở Gành Đá Đĩa. Đó chính là ở Scotland, ở Tây Ban Nha, ở Hàn Quốc và Iceland. Sau khi tham quan ở khu vực Gành Đá Đĩa thì mời hai bạn có thể tham quan ở khu vực Gành Đèn, cách nơi em đang đứng đây khoảng 1 cây số về bên tay trái. Thì khu vực Gành Đèn thì sẽ có những tấm ảnh check-in rất là tuyệt vời tại nơi đây. Cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn chị Đào. Rất là chào đón hai bạn đến với Gành Đá Đĩa của huyện Tuy An. Dạ. Theo lời chị Đào giới thiệu thì Gia Linh và Dương Thanh Vàng đã tìm đến Gành Đèn khi ánh nắng chiều dần buông. Nếu như gành Đá Đĩa mang vẻ đẹp kỳ bí của tự nhiên thì gành Đèn sở hữu nét đẹp hoang sơ. Những gành đá được tạo nên từ nhiều tảng đá nhẵn, màu hồng nhạt với đủ hình dáng xếp chồng lên nhau. Mỗi thời khắc trong ngày, Phú Yên hiện lên những vẻ đẹp khác nhau làm say đắm lòng người. Tất cả tạo nên một Phú Yên đầy quyến rũ, là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích khám phá và hòa mình vào thiên nhiên. Giang, cho chị hỏi nè. Từ hồi sáng tới giờ ha, em đi với chị từ lúc mà bình minh luôn cho tới bây giờ là hoàng hôn rồi, là đi cũng khá là lâu luôn rồi quý vị. Em cảm giác như thế nào về quê hương của chị? Nếu mà để gói gọn cho một từ diễn tả về Phú Yên từ hồi sáng giờ trong chặng hành trình này của Vàng là tuyệt vời. Phú Yên đẹp như một bức tranh gì đó thưa quý vị. Dĩ nhiên là trong khoảng thời lượng của chương trình ngày hôm nay thì không thể nào Vàng đi được hết tất cả mọi nơi, nhưng mà có một kinh nghiệm Vàng rút ra là khi đến một địa điểm mới, muốn khám phá một điều gì đó, chỉ cần tìm thấy một người bản xứ, một người địa phương sẽ hướng dẫn mình tất cả mọi thứ vô cùng tuyệt vời. Gia Linh cứ tưởng đâu là Dương Thanh Vàng nhớ Gia Linh cho nên ra đây thăm. Ai dè đó không phải, ra đây là đều có ý đồ hết, dắt đi tham quan chứ đâu có dễ gì. Thì một công đôi ba chuyện thôi, vừa thăm chị, vừa thăm quê hương của chị, vừa cho khán giả thấy được là quê hương của chị đẹp tới mức nao lòng luôn. Chị nói giỡn thôi chứ thật ra đây cũng là cái dịp mà Gia Linh có thể gửi gắm những cái hình ảnh đẹp nhất quê hương mình Phú Yên đến với Dương Thanh Vàng cũng như là chương trình Việt Nam Mến Yêu. Trong những tập tiếp theo của Việt Nam Mến Yêu, Dương Thanh Vàng và Gia Linh sẽ tiếp tục gửi đến tất cả quý vị những hình ảnh vô cùng tuyệt vời, những làng nghề truyền thống vô cùng độc đáo của Phú Yên. Và bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị trong hành trình tiếp theo của Việt Nam Mến Yêu vào khung giờ quen thuộc 19:50 thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ thì Gia Linh, Dương Thanh Vàng xin chào và hẹn gặp lại. Trong hành trình khám phá Phú Yên, diễn viên Gia Linh tiếp tục cùng với diễn viên Dương Thanh Vàng chinh phục mũi điện, hay còn gọi là mũi Đại Lãnh,
cùng nhau đón bình minh của ngày mới, thưởng thức hương vị dứa biển và dạo bước ở bãi môn xinh đẹp là những trải nghiệm đáng nhớ. Mời quý vị đón xem hành trình này vào chương trình Việt Nam Mến Yêu được phát sóng vào lúc 19:50 thứ Bảy ngày 15 tháng 6 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.